đông ghê. Béo rồi mà nó đi đâu mà lâu dữ ta, bình thường đi nhanh lắm mà. Thôi, chăn vô chờ. Đông quá. Lãnh quà là phải livestream cho người ta biết là công ty Hoa Long phát quà, hiểu không? Thấy đông ra chưa em? Còn ngày mai nữa mà. Livestream lên chị. Đóng hàng kia luôn. Lát nó đi lên bấm nữa. Nó chưa bấm thẻ nữa hả? Mình lại bấm thẻ đi. Lên rồi cũng lên mà. Tí ra quên nó mày ơi.